Vâng, chạy bình thường. Em chờ em một chút nha, em bận tí em gọi lại anh nhá. Vâng. Vâng vâng, em chào anh. Sao các anh vội đi đấy, không kịp uống nước à? Ừ, anh đang có việc. Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong buổi sáng của ngày mùng 8 tháng... Nhắc đi. Mùng 8 tháng 5 năm 2020, chiếc quạt mã số bao nhiêu em? 135. Một chiếc quạt mang mã số 135, được 4 bác khách hàng đến từ Hà Nội. Các bác cũng đã lựa chọn rất là nhanh chóng những sản phẩm này. Khi cửa hàng chưa kịp lên chụp hình và lưu lại những khoảnh khắc của các bác thì các bác cũng đã lựa chọn sản phẩm và ra về thanh toán tiền với cô chủ rồi. Em chào các anh nhá. Vâng, đây là cửa hàng sẽ test cho quý vị và các bạn nghe thử chiếc kèn đồng mới về hôm qua đây. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ rượu hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Vâng, những sản phẩm này quý vị và các bạn có thể trưng bày trên những cặp loa, những chiếc kệ trong không gian của quý khách hàng thì đúng là tuyệt vời. Đây là những sản phẩm có thể trưng bày và cũng sử dụng vẫn được, ok. Vâng, bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì luôn cung cấp những sản phẩm đẹp, những sản phẩm được anh em trên mọi miền Tổ quốc thích sưu tầm và lựa chọn như những chiếc quạt đây. Mới về trong buổi tối ngày hôm qua thì có vẻ đẹp xuất sắc rồi, cửa hàng cũng đã đăng trên kênh của mình. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua sắm các thiết bị này hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Và âm thanh Đức Hạnh cũng xin tạm dừng clip tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.